Thực hiện lời căn dặn của Đại tướng Đoàn Khuê, mỗi lần về thăm quê hương, nhân dân làng Sa Đẳng, xã Triều Lăng đã phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc và nỗ lực vượt qua khó khăn, bám biển khai thác và nuôi trồng thủy sản, mở rộng sản xuất các ngành nghề nhằm nâng cao đời sống. Nhờ biết khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương nên đời sống của người dân ở đây đã có nhiều khởi sắc. Mỗi lần ông về thăm quê thì ông rất ân cần thăm hỏi, động viên bà con, đặc biệt là bà con đối tượng chính sách và một số cụ già trong địa phương. Trong quê hương của tôi thì phải nói rằng là đây là một cái niềm tự hào rất lớn, đặc biệt là một cái quê hương, một vùng biển Đại Ngang của huyện Triệu Phong. Nhưng mà cái quê hương tôi phải nói rằng là trong cái đảng cái thực hiện cái lời căn dặn của vị đại tướng thì quê hương tôi phải làm phát huy cái truyền thống đó và làm nhiều cái cơ sở sản xuất chế biến, đặc biệt là hai cái cơ sở chế biến nước mắm rất lớn ở địa phương và nhiều cái ngành nghề khác. Từ những lời dặn dò mộc mạc chân chất của Đại tướng Đoàn Khuê, trong suốt nhiều năm qua, cấp ủy chính quyền và người dân xã Triều Lăng luôn sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua ở địa phương để phát triển kinh tế xã hội. Với quyết tâm đó, hàng năm giá trị sản xuất các ngành luôn đạt cao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,8 triệu đồng. Năm 2022, xã Triều Lăng được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng, công trình nhà lưu niệm hoàn thành, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục đề ra các cái nghị quyết sát đúng với địa phương để rồi mà vận động bà con nhân dân tiếp tục cải hoán tàu thuyền để đánh bắt thủy hải sản cũng như nuôi áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cái nuôi trồng thủy hải sản và đặc biệt nữa là cái làng nghề nước mắm chúng tôi cũng đang còn vận động bà con nhân tập trung để mà phát triển cái làng nghề nước mắm để mà phát triển kinh tế xã hội cho xã nhà nhằm đưa cái đời sống bà con nhân chúng tôi ngày một phát triển đi lên một cách bền vững. Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường của các thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ và nhân dân xã Triều Lăng hôm nay ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương Đại tướng ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng với các xã hoàn thành các tiêu chí để giúp huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới.